Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách tham quan ngắm cảnh dịp nghỉ cuối tuần. Cụ thể, khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và đới gió đông ẩm. Vì thế, trong đêm nay, ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có sương mù xuất hiện về đêm và sáng. Riêng vùng núi và Trung Du, sương mù dày hơn, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 1 km, có nơi thấp dưới 200 mét. Trời se lạnh về đêm và sáng, nền nhiệt duy trì trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Trong ngày mai tạnh giáo, Bắc Bộ trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, nhưng lại có thêm tác động của gió đông. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, ở hầu khắp miền Trung đều duy trì tình trạng mây nhiều. Trong đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, vùng từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, đêm và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Và ở miền Trung, nền nhiệt đêm nay có sự phân hóa. Vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 21 cho đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là từ 23 cho đến 26 độ. Sang ngày mai, khu vực Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì ở khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh thành phía Nam, trong đêm nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rải rác. Sang ngày mai Nam Bộ, khu vực Nam Tây Nguyên có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 28 cho đến 30 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, do chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển dưới 2 mét, nhưng mưa vài nơi, nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.